Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần. Thì mình cũng chuẩn bị gieo bông cho khách. Thì mình soạn sẵn cái bông trang màu pháp cam này. Mình chuẩn bị gieo cho bạn Vi ở huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Đây, bạn Vi. Bạn Vi ở Châu Thành, Đồng Tháp. Thì trước khi đóng hàng gửi cho bạn Vi thì mình sẽ quay sơ lược lại cái cây bông trang màu cam Pháp này để cho các bạn YouTube xem để tham khảo để lần sau có thể lựa chọn để mua. Tại vì cái bông này khá là đặc biệt, là cái lá nó có hình giống như trái tim vậy đó, còn cái bông thì to nở xòe như bông Mỹ đỏ với Mỹ hồng. Đây là cái giống Pháp màu cam, Pháp cam nở bông to xòe tròn, cánh bầu cái nhị ở trong thì màu vàng rất là đặc biệt. Các bạn xem cái bông vàng sắn ở dưới này, cái nhị cũng là màu vàng luôn đúng không? Nhưng mà đặc biệt cái cam Pháp này thì cái nhị ngã vàng, cánh hoa thì màu cam, bông xòe cánh nở rất là to. Phía bên này cái bông này, cây này nhỏ hơn một chút. Đó thì cái lô bông trang cam Pháp này mình chuẩn bị gửi cho bạn Vi ở huyện Châu Thành, Đồng Tháp.